Sáng 10 tháng 11, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, mùng 10 tháng 11 năm 1963 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023, đón nhận huân chương độc lập hạng 3, công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tới dự buổi lễ có đồng chí Giang Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh, các cựu giáo chức nhà trường qua các thời kỳ, cùng toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên toàn trường. Năm 1963, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, tiền thân là Trường Nghiệp vụ Tài chính Kế toán, trực thuộc Ty Tài chính và Trường Nghiệp vụ Nông nghiệp, trực thuộc Ty Nông nghiệp, được thành lập cùng với sự kiện tái lập tỉnh Lai Châu cũ, nay là tỉnh Điện Biên. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, sau nhiều lần sáp nhập, đổi tên phát triển thành trường trung cấp và được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà trường đã từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực đổi mới, trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Từ ngày thành lập đến nay, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng trên 25.000 học sinh, sinh viên, học viên trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, liên kết đào tạo 1.700 sinh viên hệ vừa học vừa làm, liên kết đào tạo cho trên 5.000 sinh viên, học viên có trình độ đại học, thạc sĩ. Hiện nay, trường có 100% giảng viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 5 tiến sĩ, 62 thạc sĩ, đạt hơn 82% giảng viên có trình độ sau đại học. Nhà trường được cấp phép đào tạo 10 ngành nghề trình độ cao đẳng, 14 ngành nghề trình độ trung cấp, 20 nghề trình độ sơ cấp và gần 30 nghề đào tạo ngắn hạn dưới 3 tháng. Với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Nhiều cá nhân được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3, các bộ, ngành trung ương và tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen và các danh hiệu cao quý khác. Đến dự và chung vui với thầy trò nhà trường, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên cần phải có những bước đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nhân lực. Chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, tăng cường tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật thành tựu khoa học, công nghệ và yêu cầu thực tiễn đổi mới chương trình đào tạo, làm tốt công tác dự báo nhu cầu để đào tạo và bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phù hợp, gắn với nhu cầu sử dụng, tăng cường liên kết và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, đồng thời cũng đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, đa dạng nguồn lực đầu tư cho giáo dục, chăm lo xây dựng đảng bộ, các tổ chức đoàn thể nhà trường vững mạnh. Nhân dịp lễ, đồng chí Hoàng Tứ Cường, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường, đại diện cho cựu giáo chức, phát biểu và ôn lại kỷ niệm quãng thời gian công tác tại trường. Gạo 13 cân không chia đủ 4 tuần, thịt với cá đi dần vào ý niệm. Báo cáo một ý là nói rách. Cơ sở vật chất chủ yếu của nhà trường là chanh tre, nưa đá, phương tiện làm việc thì sơ sơ. Nhưng cái khó hơn là làm sao trong hoàn cảnh đó phải vươn lên về mặt học tập, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên để đứng vững trên giảng đường từ sơ cấp, trung cấp và đến cao đẳng từ ngày nay. Bằng ý chí và duy trì cùng sự đoàn kết của cán bộ và giáo viên và ban hiệu của nhà trường, chúng tôi đã vượt qua. Cơ sở vật chất của nhà trường được tạo dựng từ không đến có, từ đơn giản đến hiện đại. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng huân chương độc lập hạng 3 cho tập thể nhà trường về thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho tập thể nhà trường. Tặng bằng khen cho một cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022.
4 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 cá nhân và nhiều tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen của các ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế trong các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.